Dạ, em là Gia Linh, xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Trải qua nhiều tập phát sóng, Chuyện Đó Chuyện Đây đã trở thành chương trình truyền hình được khán giả yêu thích. Khám phá nhiều vùng đất. Sang ơi, gặp gỡ những nhân vật tài năng. Chào Minh Dự và Hữu Đặng. Hello. Chào Sang. Hello em. Văn Mạnh sẽ là khách mời tập này của chúng ta. Tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị và ngành nghề độc lạ. Với sự dẫn dắt thu hút của MC Minh Dự và dàn khách mời hài hước. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa vẫn nghe thời gian thôi đưa. An tan an tan 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 an tan an tan 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 tan. Nó nghe là Mân giảm cân đi nghe. Nãy giờ chở như chở cục tạ vậy đó. Đó. Thông qua chương trình này là mình học được cái nghề massage dừa. Chị muốn massage không? Em lấy cái cây này massage chị. Rồi, cái bức tranh đầu tiên anh làm là bức tranh gì? Cô gái trên đứng trên vỏ sò. Xóa tóc. Trời ơi, ngọt ngào lắm quý vị và ngọt ngào như sắc đẹp của em vậy đó. Trời ơi, ngọt ngào lắm quý vị và ngọt ngào như sắc đẹp của em vậy đó. Cầm bớt so sánh với nhan sắc của chị, mất công mắt ông ta hiểu lầm gì cái này, hiểu không? Chuyện Đó Chuyện Đây đã cung cấp cho khán giả nhiều thông tin độc lạ, thú vị và bổ ích. Trang điểm búp bê còn gọi là face up, revenge là một nghề không mới nhưng vẫn còn rất lạ lẫm ở Việt Nam. Do gương mặt của búp bê nhỏ xíu nên đòi hỏi rất nhiều sự tỉ mỉ, kỳ công và người thợ phải ngồi hàng giờ mới có thể hoàn thành sản phẩm. Trong giới chơi búp bê, Phan Ngọc Sang là cái tên không xa lạ và được rất nhiều khách hàng tin tưởng gửi gắm búp bê để được làm đẹp, biến hóa và lột xác. Những cái con búp bê này là do Sang làm, Sang trang điểm hết luôn. Dạ đúng rồi. Khi mà mua búp bê về á thì gương mặt nó cơ bản là gương mặt được bán đại trà và những nét vẽ của nó không được tinh tế như mình khi mà mình làm lại. Cái công việc của em là làm lại cho nó trở thành đặc biệt hơn. Thằng nào giờ nghe mật ong rồi gì? Nghe nước dừa rồi gì? Nhưng đây là mật dừa nước. Mật dừa nước. Đó là dừa nước nó làm ra cái mật này từ cái cuốn. Thôi đi em ơi, hư cấu. Cái vụ mật dừa nước làm gì có. Cái này là có thiệt. Để làm ra những tinh chất mật dừa nước, cây dừa nước phải đạt được các yếu tố như cuốn to, dài, có quả dừa không quá non, cũng không quá già. Muốn lấy được mật dừa nước thì không được chặt lá để đảm bảo dồng sức cho quả trái phát triển. Và mỗi ngày các anh nhân viên á thì ảnh sẽ tới, anh sẽ massage cho cây cuốn. Trời ơi, xuống vậy. Thì massage là chăm sóc cho cái cuốn này làm thủ công thôi. Yeah. Rồi bây giờ là sau khi mà cái buồng dừa này nó đủ cái độ tuổi và có thể lấy được cái cơm dừa. Yeah. Bây giờ là mình chặt cái buồng dừa xuống. Yeah. Mình lấy buồng dừa bằng cơm. Bắt đầu nhưng mà bây giờ là cái cuốn của mình nó vẫn tiếp tục là nó tiết ra được cái mật. Yeah. Để nó nuôi lớn cho cái buồng dừa, giống như nó đang bị dụ vậy đó. Mạnh ơi, cái này mình gọi là tranh gì Mạnh? Tranh này là tranh đinh chỉ thuật toán ấy. Tranh đinh chỉ thuật toán đó hả? Những sợi chỉ đi qua đi lại bằng đinh. Qua những cây đinh. Đi qua những cây đinh. Vâng. Nhưng mà anh làm bằng tay hay là do một cái máy móc hay là cái phần mềm nào? Tất cả đóng đinh đến vẫn chỉ là em làm bằng tay hết, thủ công. Bằng tay hết luôn. Các tác phẩm của Mạnh chủ yếu phát họa chân dung hoặc cận cảnh khuôn mặt của con người. Vì vậy, để tạo ra một bức tranh đẹp, Mạnh phải xử lý các bức ảnh thông qua phần mềm chỉnh sửa để đảm bảo hình ảnh sắc nét và chất lượng. Sau đó, anh sẽ đưa ảnh vào một phần mềm chuyên dụng và nhờ máy tính mã hóa các điểm ảnh thành các con số. Khi Mạnh đưa các tác phẩm của mình lên mạng xã hội, nhiều người không tin đây là tranh đinh chỉ mà nghĩ đây là tranh được vẽ bằng tay. Vì độ chi tiết và sắc thái của nhân vật được thể hiện sinh động và rất có thần. Đây, tranh của anh. Wow, quá xuất sắc luôn. Hãy cùng Chuyện Đó Chuyện Đây điểm lại một số cuộc gặp gỡ với các nhân vật đặc biệt đã tham gia trong chương trình nhé. Em tên là Phan Ngọc Sang. Công việc chính của em là trang điểm cho búp bê. Và đây là một số thành phẩm của em đã làm. Khi mà hoàn thiện xong thì nó như thế này. Khi mà mua búp bê về thì gương mặt nó cơ bản là gương mặt được bán đại trà. Và những nét vẽ của nó không được tinh tế như mình khi mà mình làm lại.
cái công việc của em là làm lại cho nó trở thành đặc biệt hơn. Thường thì cái đối tượng khách hàng của em chỉ là người lớn thôi, những người có thu nhập ổn định thôi. Ồ, hay quá ha. Em tưởng đâu làm này là con nít đòi ba mẹ mua về cho chơi và người lớn cũng chơi nữa. Thì bây giờ mình kiếm một góc nào đó mình ngồi tâm sự chút ha. Dạ. Mà cái đối tượng khách hàng của mình thường là ở đâu? Cái đối tượng khách hàng của em là đa dạng lắm. Những nhà sưu tập búp bê nè, có những nhà thiết kế nè, những mẹ bỉm sữa, những người mà thừa nhân viên văn phòng. Bây giờ bạn có nghĩ là một ngày nào đó bạn sẽ mở lớp rồi truyền đạt lại cái bộ môn này cho mọi người? Thì em cũng có ý nghĩ đó, nhưng mà do em ở Long An, em ở quá xa so với mọi người muốn học cái nghề này á, thì mọi người đa số là ở trên thành phố thôi. Em có làm những cái video hướng dẫn cho mọi người để vẽ búp bê các bước cơ bản rồi đó, thì em có up lên trên Facebook và trên YouTube để mọi người cùng xem, cùng trao đổi. Năm 2016 được xem là năm đánh dấu cột mốc từ công việc trang điểm búp bê của Phan Ngọc Sang, khi hai cô búp bê do anh trang điểm đã giành cú đúp giải nhất và nhì tại cuộc thi Miss Dawn Beauty Việt Nam. Từ đó, cái tên Ngọc Sang bắt đầu nổi lên trong cộng đồng những người chơi búp bê trong nước. Thường thì một con búp bê vậy này mình làm trong bao lâu? Những con búp bê mà size nhỏ thì em làm khoảng từ 2 tới 3 tiếng. Còn những cái con mà size to như con anh đang cầm á, ít nhất là 4 tiếng. Có con em làm mất tới mấy ngày để làm. Nhưng mà trong suốt mấy cái năm mình bán búp bê gì đó, thì có cái kỷ niệm nào với con búp bê nào hay là với khách hàng nào mà mình nhớ nhất không? Cái con búp bê đầu tiên của em á, là con búp bê đầu tiên em bán được, thì em mới tìm cái người bán búp bê, chị đó về bán búp bê cho em. Khi mà em vẽ xong á, em đăng lên, vẽ con búp bê đó em đăng lên hỏi á, thì chị đó lại mua lại con búp bê đó. Và chị đó trở thành cái người khách hàng đầu tiên của em luôn. Chị thì chị hay gửi cho em búp bê để em vẽ mặt để chị sưu tập á. Thiệt là dự với Đằng á, là hai anh em diễn sân khấu kịch rất là nhiều. Mỗi lần gặp nhân vật mới là phải suy nghĩ cái tạo hình mà đã khó khăn rồi. Đúng. Trời ơi, mỗi nhân vật là phải làm cho nó khác. Mà Sang là mấy trăm búp bê, thần thái, cảm xúc đồ khác nhau hết, kiểu tóc khác nhau, màu sắc khác nhau. Bây giờ, ví dụ mà chỉ dự với Đằng thử trang điểm một mặt của bé búp bê được không? Dạ được. Giờ thử làm á. Dạ. Rồi. Thì bây giờ bắt tay vô mình làm đi. Mình vẽ mặt sao cho ra mặt hũ đằng á, mình vẽ. Tự nhiên bận đầm tóc dài vẽ ra mặt hũ đằng. Tự nhiên bận đầm tóc dài vẽ ra mặt hũ đằng. Không, ảnh này phải khéo tay thiệt đó nha. Đúng rồi. Phải năng khiếu á. Làm mặt bình thường của mình thôi. Mình biết khuyết điểm mình ở đâu, mình còn làm khó khăn, nói chi là mặt búp bê. Mình dùng chì trắng để mình phát thảo, để mình xác định được cái con người. Ok. Em muốn nó bị lé hay mắt bình thường? Lẹ chứ. Lẹ bên này nè. Giờ mình vẽ mắt lé nè. Sau khi mình vẽ xác định được, dựng được cái hình cái khuôn mắt xong á, thì mình sẽ chọn một cái màu tùy thích của mình á. Anh thích màu nào thì anh muốn nó mắt màu nào thì anh sẽ chọn cái màu đó. Em mắt vàng đi. Mắt vàng đi giống nước ngoài. Tóc nó vàng rồi, mắt nó xanh đi. Sáng đây. Trời ơi. Sao giống sống thiên thần ác quỷ vậy? Bởi vậy quý vị khán giả thấy không, có nhiều cái mình thấy mình tưởng dễ mà nó không có dễ chút nào hết á. Dự thấy là làm cái này á, ngoài cái sự tỉ mỉ cần cù ra còn cái sự tưởng tượng nữa. Cái đầu mình tưởng tượng nó không đẹp là mình làm ra chắc chắn nó không đẹp luôn á. Đó. Tội nghiệp bạn quá à. Bạn ơi. Bạn ơi. À,
giới thiệu với lại Minh Dự và Gia Linh thì anh tên là Tiến, Phan Minh Tiến, thì mình đang xây dựng cho một cái thương hiệu đây là mật dừa nước. Nhưng mà hồi nào giờ em thấy là cái cây dừa mình được khai thác rất nhiều bộ phận rồi. Bông dừa nè, rồi lá dừa. Lá dừa nè, rồi củ dừa làm gỏi nữa. Đó, coi như là em nghĩ là khai thác gần hết luôn rồi. Nhưng tự nhiên lôi ra cái là cái mật dừa nước này. Vì sao anh phát hiện ra cái nguồn nguyên liệu này? Thì trong quá trình mình tìm tòi đọc các tài liệu nghiên cứu á, mình mới thấy là trong cái cuốn dừa nó có thể tiết ra được mật, cái thông tin rất là tiềm năng luôn. Mà cái sản phẩm này nó còn tạo ra được nhiều cái sản phẩm khác nữa. Cái mật dừa có thể tạo ra được giấm, rượu và cái đường tự nhiên. Thì cái dự án của mật dừa nước mình là kỳ vọng tạo ra được rất nhiều cái công ăn việc làm cho bà con ở nông thôn luôn. Thì thay vì bây giờ là người dân của mình không phải lên những cái khu công nghiệp để đi làm, nhưng mà bây giờ người ta có thể là khai thác được chính cái tài nguyên bản địa tại địa phương luôn. Anh, cái mật dừa này nè, em bé xài tốt không anh? Nghĩ là khoảng em bé thì khoảng từ 3 tuổi đổ lên là có thể sử dụng được cái này. Ví dụ như trong một cái ly nước mà hai bạn đang uống, vitamin C tương đương một quả cam. Trong đây có rất nhiều cái axit amin, khoảng 16 cái axit amin thiết yếu. Nó là những cái chất mà để tiền chất để tạo ra những cái dưỡng chất cho mình á, protein. Rồi ngoài ra trong đây còn thêm cái những cái muối khoáng, đặc biệt là kali, là chất là bù lại cái chất điện giải cho cơ thể của mình. Vì vậy em muốn thử đi lấy chút xíu cái mật dừa nước được không anh? Rồi xin phép mời Minh Dự và Gia Linh bắt đầu mình đi vô cái vườn dừa mình coi mình khai thác trực tiếp luôn nha. Minh Dự với lại Gia Linh vô tham quan cái khu vực. Đây là khu vực đang khai thác cái mật dừa nước của bên nhà mình nha. Dạ. Trong đây có khoảng 3 hectare dừa nước đang mọc tự nhiên. Trước giờ là khi mình chặt xong là cái cuống anh nó khô queo thôi. Còn bây giờ là mỗi ngày là cái cuống dừa giống như là sẽ được massage như vậy đó. Thì massage là chăm sóc cho cái cuống này làm thủ công thôi. Dạ. Rồi bây giờ là sau khi mà cái buồng dừa này nó đủ cái độ tuổi và có thể lấy được cái cơm dừa. Dạ. Bây giờ là mình chặt cái buồng dừa xuống. Dạ. Mình lấy buồng dừa bằng cơm. Bắt đầu nhưng mà bây giờ là cái cuống của mình nó vẫn tiếp tục là nó tiết ra được cái mật. Yeah. Để nó nuôi lớn cho cái buồng dừa, giống như nó đang bị dụ vậy đó. Dạ anh, làm sao mình biết cái trái này là mình thu hoạch cái mật dừa nước được rồi anh? Thì cái này là tùy có hai yếu tố. Một là mình sẽ nhìn cái buồng dừa của mình để mình biết được cái trong cái cơm dừa mình có cái cơm dừa rồi, để mình chặt xong mình lấy được cái cơm dừa. Yeah. Cái thứ hai là mình nhìn yếu tố cái cuống mà theo cái kinh nghiệm đó, đây là cái cuống cái độ bóng, cái độ đục của nó là nó vừa thì lúc đó mình chặt sẽ ra nước. Dạ. Yeah. Đó thì đây bạn trước ấy thì bạn sẽ có cái công đoạn kêu gõ cái massage cho nó một cái. Rồi đây bạn kỹ thuật đây là đây một cái nghề đó, mỗi ngày các bạn phải ra massage cho nó. Yeah. Đó. Thông qua chương trình này là mình học được cái nghề massage dừa. Chị muốn massage không? Em lấy cái cây này massage chị. Rồi mình chặt mình thấy ra được tận mắt là những cái giọt mật nó tiết ra đây. Thử cuống dừa nước được làm sạch và được chăm sóc đều đặn hàng ngày bằng phương pháp massage. Sau 5 tuần chăm sóc, cây dừa nước được chặt xuống và bắt đầu hứng mật. Sau đó sẽ trải qua quy trình thanh trùng các tạp chất. Ngoài ra, anh còn sáng tạo ra quy trình cô đặc nhằm bay hơi nước nhưng vẫn giữ được hàm lượng các chất dinh dưỡng. Những buổi trưa hè oi ả, chúng tôi được anh Tiến chiêu đãi một món chè đậu xanh ngọt mát, kèm theo đó là phần cơm dừa nước dẻo ngọt nêm nếm thêm mật dừa nước. Dường như bao mệt mỏi nóng bức tan biến. Trò chuyện cùng anh mới thấy một sự khao khát tạo ra một sản phẩm có giá trị cho quê hương Cần Giờ, nơi mà có đến 900 hectare dừa nước giúp bà con nông dân tăng thu nhập, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương. Lên. Tới rồi. Đâu rồi? Chào anh Minh Dự. Dạ. Chào anh Hữu Đặng. Hello em. Văn Mạnh sẽ là khách mời tập này của chúng ta. Em tên là Lê Văn Mạnh. Dạ. Hiện nay em đang sống ở quận Tân Phú. Mạnh ơi, cái này mình gọi là tranh gì Mạnh? Tranh này là tranh đinh chỉ thuật toán ấy. Tranh đinh chỉ thuật toán đó hả? Anh Mạnh ơi, cái tranh đinh chỉ thuật toán này đó thì anh vẽ bằng cái cách nào? Thì vẽ nó chính bằng chỉ. Wow. Ủa mà sao em thấy tận tận lớp luôn á? Nó là các sợi chỉ đi qua đi lại qua cây đinh. Nhưng mà anh làm bằng tay hay là do một cái máy móc hay là cái phần mềm nào? Tất cả đóng đinh đến quấn chỉ là em làm bằng tay hết, thủ công. Bằng tay hết luôn. Nhưng mà để lên cái bản vẽ thì anh làm bằng cái phần mềm nào? Em dùng bằng thuật toán chứ. Đúng. Toán. Vâng. Tức là anh tính toán từng ly từng tí cái độ dài rồi vị trí đinh đâu là anh làm bằng thuật toán hết. Đúng. Nhưng mà từ đâu ra mà anh có cái ý tưởng là bằng tranh đinh chỉ thuật toán này? Từ các cái dữ liệu bên nước ngoài, các diễn đàn thì nó sẽ cho mỗi thứ một chút rồi. Yeah. Em tập hợp đấy về.
Rồi em nhờ bạn chỉnh lại các mã cốt với để tối ưu lại để làm tranh này. Dạ, yeah. Nhưng mà cái bức tranh đầu tiên mà anh làm là mất bao lâu? Mất phải 3 đến 4 ngày á. Eo ôi. Sao hay vậy? Anh biết sao biểu cảm của anh Hữu Đằng vô không? Tại vì em sờ vô em thấy chi chích chỉ. Mà nội cái vị trí để đóng đinh để mình đi cho ra cái bức chân dung cũng đã khó rồi. Dạ, anh vâng. Dùng thuật toán nữa thì em luôn nghĩ cái gì đầu tiên nó phải là cái khó và tốn thời gian nhiều nhất, suy nghĩ nhiều nhất. Bà nói 3 tới 4 ngày làm hết hồn liền luôn. Anh Mạnh, em thấy nó quá phức tạp cho một bức tranh đi. Và để thành phẩm thì anh cần những bước nào? Có 3 bước chính. Bước thứ nhất là mình đóng đinh trên cái khung gỗ này. Dạ. Bước thứ hai là đánh điểm. Tại vì mỗi cái đinh là tượng trưng cho một số. Dạ. Đây là số 1, đây là số 5, số 10, đây. Dạ. Rồi lần lượt là đến 200. Ví dụ bức tranh này 200 đinh thì có 200 số. Dạ. Bước thứ ba là cuốn chỉ theo các cái dãy số này. Dạ. Thì em cũng có tính toán thì kích thước mà khung tròn thì đường kính thì mình sẽ chia chu vi. Từ chu vi mình sẽ tính khoảng cách những cây đinh. Là khung tròn khác, là vuông khác, vuông rồi khác. Khung bầu dục hơi dài chút nó cũng khác. Vâng. Dạ. Trời ơi, mới nghe tôi nói hồi nhức đầu luôn rồi, thiệt luôn á. Anh nghĩ cái công đoạn nào cực nhất và nguy hiểm có thể làm lại từ đầu nhất? Công đoạn mà cực nhất là cái công đoạn mà đóng đinh. Dạ. Tại vì nó đòi hỏi mình phải giữ bình tĩnh, tại vì sai một cây đinh thì nó ảnh hưởng đến bức tranh, kể cả về độ thẩm mỹ. Ví dụ như cái loại chỉ mà mình để làm này nè, là chỉ nào cũng được hay sao? Không ngay, tại vì em tìm hiểu về chỉ nó sẽ có độ mỏng với độ dày. Em thì mua ở các cái nhà máy ấy. Yeah. Thì nó chất lượng chỉ sẽ chuẩn hơn. Yeah. Còn nếu mà chỉ may ở chợ thì nó sẽ bị xù. Chỉ gì cũng được, thì đừng dùng chỉ tay nha. Chỉ gì cũng được, thì đừng dùng chỉ tay nha. Theo như Mạnh chia sẻ thì trước đây Mạnh không có phương tiện để có thể giới thiệu sản phẩm đến với mọi người, nên anh không có thu nhập nào từ việc bán tranh. Tất cả các chi phí mua nguyên liệu, tìm hiểu tài liệu anh phải tự chi trả, nên cuộc sống cũng khó khăn. Những cái bức tranh này đó vừa là nhu cầu trưng bày nè, quà tặng nè, anh Mạnh có nghĩ nó phù hợp cho đối tượng khác nữa không? Cái môn nghệ thuật này thì không những về trang trí và quà tặng, nó còn rèn luyện cái thể trạng của mình hoặc thể chất về cái sự tập trung. Yeah. Ở bên nước ngoài, ở bên Hàn Quốc và Nhật Bản và các cái nước bên châu Âu ấy, thì có đưa môn nghệ thuật này vào trong lớp học của các bé. Thì có những cái loại tranh màu để giúp các bé sáng tạo với định dạng cái không gian 3 chiều giỏi hơn. Thì tương lai em sẽ phát triển thêm cả các tranh màu dạy các bé nữa. Dạ, yeah. Tức là không còn là trắng đen nữa mà anh làm bức tranh nhiều màu luôn. Vâng. Đến nay, mỗi tuần anh Mạnh cũng nhận được từ 1 đến 2 đơn đặt hàng, đem lại nguồn thu giúp anh duy trì đam mê. Anh cũng ấp ủ mở các lớp dạy làm tranh đinh chỉ bằng thuật toán miễn phí. Hy vọng rằng những mong muốn và khát vọng của anh sẽ thành sự thật. Một vòng tròn này là 300 cây đinh, tượng trưng cho 300 số. Yeah. Đây là số 1, số 5, số 10. Thì bắt đầu là đây là số 1, mình sẽ đánh dấu số 1 đây. Yeah. Những cái số quan trọng, vậy anh có thể làm thử. Yeah. 20. Giá chộp. Sao mình làm? Thì tương ứng ở mỗi bức tranh kích thước thì nó sẽ tương ứng với một loại chỉ khác nhau. Đây là ký hiệu của lần cuốn này. Lần cuốn thứ nhất đến lần cuốn thứ 100 thì có tương ứng 100 dãy số đây. Thì đây là số 1. Vắt chéo đây ra. Cột lại. Đây, cột lại. Rồi, 37. 81. 81. Ở đây nè. Đó. Rồi, 57. Tí lộn. Ừ, đúng rồi, 23. Trời ơi, mình lộn dễ căng lắm. Anh Đằng thử làm rồi anh dự đọc ha. Rồi, làm đây. Trả thù quá. 152-125-163-123-151-126. 152-125-163-123-126. Sao, cảm giác sao? Đuối nha. Đuối à. Mệt nha. Mà nói càng làm càng nể anh Mạnh nha. Anh Minh Dự thì cũng là một thực tượng của em. Thì em có làm một bức tranh để tặng anh á. Ủa, anh chịu sẽ có quà nữa quý vị. Mà tranh của mình. Đây, tranh của anh. Wow, quá xuất sắc luôn. Dạ, em xin phép đứng lên. Em cảm ơn anh Mạnh rất là nhiều. Cảm ơn anh rất là nhiều. Tại vì em làm thử rồi mới biết cái độ cực, cái độ kỳ công của nó mà nhận được món quà này hết sức là quý. Cảm ơn anh rất là nhiều. Anh thấy làm một bức tranh như vậy quá cực đi. Mà em làm mà em đem đi tặng vậy anh thấy xót lắm. Chúc em là công việc sẽ ngày càng thăng tiến hơn và phát triển được trong cái bộ môn nghệ thuật mà em đam mê theo đuổi. Quý vị ơi, cứ mỗi tập phát sóng như vậy là chúng ta được gặp một nhân vật đặc biệt với những tài năng hết sức là hiếm có.
Cho nên là quý vị hãy cùng Minh Dự và Hữu Đằng theo dõi những chuyện lạ lắm mà nghe trong chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây, được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Minh Dự cùng với Hữu Đằng cùng anh Văn Mạnh, khách mời ngày hôm nay, xin chào và hẹn gặp lại.